Xin chào quý vị và các bạn, chúc một ngày tốt lành. Mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức mạng Pi ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta luôn thấy cộng đồng Pioneer Trung Quốc luôn đi đầu trong phong trào giao giảng, truyền bá, phô mô lan tỏa dự án Pi trong những năm qua. Họ luôn biết cách tạo ra hiệu ứng tốt cho cộng đồng. Rất nhiều doanh nghiệp đã tổ chức các hội nghị lớn để truyền bá tư tưởng cho toàn dân và họ sẵn sàng cung cấp hàng hóa trực tiếp để trao đổi đồng thuận lấy Shopee. Không phải tự nhiên họ làm như vậy. Người Trung Quốc luôn nhạy cảm với xu hướng xã hội, nhất là khi họ đã nhận ra mạng Pi là tiềm năng của tương lai. Shopee trong tương lai sẽ có giá trị rất lớn nên họ mới làm như vậy. Hàng trăm doanh nghiệp cùng các nhà cung cấp sản phẩm đã đưa lên hệ sinh thái Pi với giá trị đồng thuận lên đến 314.159 đô trên một Pi. Bạn nghĩ họ đang làm điều gì với mạng Pi? Đồng tiền Pi là đồng tiền kỹ thuật số của tương lai trong những năm tới. Chúng ta hãy giữ vững nó. Mục tiêu của Pi Network là phục vụ hàng tỷ người dùng. Vai trò của Pioneer đã hoàn thành. Những người đã luôn giữ vững niềm tin ngay từ khi Pi Network chỉ là bộ đếm giờ. Ngay khi sự chê bai dè biểu khinh khi của mọi người thì những người tiên phong vẫn luôn giữ vững niềm tin không hề lung lay đối với Pi. Trong 4 năm qua, các bạn xứng đáng được hưởng thành quả mà các bạn đã theo đuổi trên con đường cùng Nicolas. Việc tiếp theo của Pi Network là gì? Là tạo ra giá trị và hệ giá trị. Pi Team đang xây dựng hệ sinh thái. Chúng ta chỉ cần mua được hàng trên Pi Batamo và Pi Chimo cùng các loại hình dịch vụ sinh thái khác nhau và chuyển được về đến tay chúng ta. Nếu so sánh con số 1 tỷ người dùng trở nên Chúng ta hãy nhớ Picotin xây dựng dự án Pinwork để phục vụ cộng đồng 7 tỷ người trên thế giới. Vậy nên ai mất niềm tin thì cứ bỏ khai thác, xóa áp. Còn những người tiên phong, bản lĩnh luôn sẵn sàng đóng góp và đồng hành lâu dài cùng dự án. Nicolas đã nói, thời gian mạng chính kín hiện tại được thiết kế đặc biệt để cho phép hàng triệu người tiên phong hoàn thành cây xe của họ và chuyển số pi của họ sang mạng chính. Dự án đang tiến triển rất tốt xin hãy kiên nhẫn. Quản trị viên chia sẻ bài viết góc nhìn. Pinterest giấc mơ giữa đời thường. Sau hàng chục email gửi đến Pinterest, cuối cùng cũng có hồi âm và một buổi trò chuyện trực tiếp với Pico Team. Xin thuật lại bằng tiếng Việt theo ngữ cảnh để mọi người biết thêm chút thông tin. Xin chào Nicolas và nhóm Pico Team, chúc buổi tối tốt lành. Xin chào. Thứ nhất, nhiều người cho rằng KYC là một vấn đề khó và nan giải vì vấp phải nhiều loại giấy tờ của nhiều quốc gia trên thế giới. Tại sao chúng ta không cho KYC bằng những người có giấy tờ phổ thông như passport, các ID trước họ vẫn chiếm số đông cơ mà? Chúng tôi không nói KYC là khó, cho dù 1.000 loại giấy tờ cũng như vậy. Và tất nhiên là chúng tôi thừa sức cho KYC bằng những loại giấy tờ phổ thông được chứ. Nhưng cho cay C xong, bọn họ lại đòi chuyển Pminus như đã hứa, trong khi quá nhiều thứ quan trọng và hệ sinh thái vẫn đang xây dựng và chưa sẵn sàng thì chúng tôi biết làm thế nào, thậm chí còn mua bán tài khoản. Ngài cho rằng kéo dài cay C thì họ không mua bán tài khoản hay sao? Tất nhiên là có và chúng tôi đâu phải thằng ngu mà không biết chuyện đó. Nhưng vài trăm ngàn tài khoản đã cay C có đem ra hết mua bán cũng chẳng ảnh hưởng gì đến dự án hơn 35 triệu người của chúng ta. Có tin đồn là Picotim sẽ cho cay xe lại các tài khoản đã cay xe trước đây. Đây cũng là cách chống mua bán tài khoản. Có thể chứ, nếu như tài khoản đó bị báo cáo hoặc nghi ngờ tham gia mua bán, chứ cay xe lại hoàn toàn thì uy tín của Picotim ở đâu, uy tín Zoti ở đâu, và nhất là chúng tôi đâu có rảnh làm chuyện đó. Thứ hai, Tại sao giai đoạn mainnet kín, các tài khoản được trao đổi Pi trong hệ sinh thái và P2P trao đổi hàng hóa. Tôi lo ngại các giao dịch P2P là trá hình với nội dung trao đổi hàng hóa nhưng thực chất là bán Pi lấy tiền fiat. Trao đổi hàng hóa trong hệ sinh thái để chống cá mập thâu tóm Pi và thao túng. Mọi người làm quen Pi là một đồng tiền kỹ thuật số chứ không phải là một món hàng. Các cá mập chỉ có thể thâu tóm Pi bằng cách mở ra hệ sinh thái kích cầu sản phẩm chứ không phải ngồi trên sàn cùng mấy thằng trader làm giá như những đồng tiền khác được. Những tài khoản giao dịch P2P trá hình để lấy tiền fiat mà Picotin không phát hiện ra thì đó là thành công vì họ đã biết sử dụng tiền kỹ thuật số và né được luật thuế cũng như luật rừng của các đế chế độc tài muốn bóp chết đồng tiền kỹ thuật số trên lãnh thổ của họ. Đó là nhân văn. Thứ ba, một câu hỏi khá tế nhị, rất đồng thuận các nước trên thế giới khá cao, xin thưa Pi có tìm điều đó là hợp lý hay không? Nguồn cung Pi là giới hạn lên khan hiếm là hiển nhiên và chúng tôi muốn nó là đồng tiền kỹ thuật số của thế giới nhưng giá của nó là do sự đồng thuận của các pioneer. Mọi người hãy tự so sánh những thế mạnh của Pi với những đồng tiền khác mà quyết định điều đó. Nhiều người cho rằng Pi Minus M giá Pi là 0,0000x hoặc 1 đô la là may lắm rồi. Như đã nói, sứ mệnh của Pi là đồng tiền kỹ thuật số cho thế giới. Pi thành công tức là Pi hoàn thành sứ mệnh. Nó không phụ thuộc vào sự thao túng đáng kể nào của các cá mập. Pi trong tay các bạn thì các bạn cảm thấy nó là một đô hợp lý thì nó là một đô. Các bạn cảm thấy nó 1.000 đô hợp lý thì nó sẽ là 1.000 đô, thậm chí còn hơn thế nữa theo thời gian. Thứ tư, thế ai mua Pi của chúng tôi trong khi 30 triệu người cùng bán và đồng thuận giá 10.000 đô chẳng hạn Hãy tư duy đi nhé, thế ngoài kia còn hơn 7 tỷ người, họ chưa biết đến Pi và thậm chí không có Pi. Chưa kể trong số 35 triệu người ban đầu họ vẫn giữ và gom Pi thêm kia cơ mà. Vâng, thế 7 tỷ người kia cần Pi để làm gì? Họ mua Pi làm gì trong khi còn nhiều đồng coin khác vẫn có giá trị như Bitcoin, Ethereum, Dogecoin hoặc thậm chí nắm giữ tiền Fiat. Lại một câu hỏi thiền cần nữa, Họ mua Pi để mua hàng trong những hệ sinh thái lớn nhất thế giới đấy. Bạn nghĩ họ cầm tiền Fiat hay đồng coi khác mua được hàng trong hệ sinh thái của mạng Pi hay sao? Thế không có hệ sinh thái của ngài, họ không mua được hàng hay sao? Chẳng hạn cái điện thoại Modern Pi giá 1.200 đô trên thị trường phổ thông. Thế bạn đồng thuận 1 k Pi mà họ bán cái điện thoại Modern Pi giá 1 Pi trên hệ sinh thái. Vậy bạn mua bằng 1,2K ngoài thị trường hay mua bằng một pi trên hệ sinh thái? Tại sao cùng món hàng trên hệ sinh thái lại rẻ hơn thị trường? Vậy blockchain 3 chấm chứa hàng ngàn ưu điểm tạo ra để làm gì? Nó chứa hợp đồng thông minh, phí giao dịch thấp, chốt đơn hàng nhanh, an toàn, bảo mật, không cần phải qua nhiều đại lý trung gian, đội giá, đội thuế, vân vân. Vậy một món hàng giao dịch trên hệ sinh thái chắc chắn phải rẻ hơn trên thị trường phổ thông. Vâng, có một câu hỏi mà rất nhiều bạn Pioneer và những con bò hay thắc mắc các ông lớn bán hàng và gom pi trên hệ sinh thái họ lấy đâu ra thanh khoản để duy trì hệ sinh thái? Lại một câu hỏi Ngô xuẩn và vớ vẩn, quả trứng hay con gà có trước? Thế họ không biết dùng pi để đổi lấy hàng hóa từ giá trị thấp đến giá trị cao, thậm chí tiền fiat từ 7 tỷ người dân cần pi kia phải không? Thế 7 tỷ người kia cần pi để làm gì? Hãy tư duy một chút, bạn sẽ thấy không phải tự nhiên tiến sĩ Nicolas Fan xây dựng lên mạng lưới kinh tế ngang hàng được thúc đẩy bởi tiền tệ Pi như hôm nay. Cái đầu của những tiến sĩ Stanford chắc chắn hơn nhiều cái đầu của những NTP bởi vì họ đang thực hiện cuộc cách mạng của nhân loại. Tâm nhìn của họ rất to lớn, vì vậy đừng đem tư duy hạn hẹp để so sánh với các bậc cao nhân trong làng công nghệ Stanford. Cảm ơn ngài Nicolas và đội ngũ Pico Team. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Chúc may mắn và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.